Kính thưa quý vị, bà Kim Phúc được chữa vết sẹo phỏng ở Miami, tin từ Miami, Hoa Kỳ. Bức ảnh chụp bé gái 9 tuổi trần truồng chạy trên đường làng Tây Ninh đã biến bà Kim Phúc thành một trong các biểu tượng của cuộc chiến tranh Việt Nam. Người ta không thấy vết bỏng hiển hiện trên người cô bé mà chỉ thấy nét mặt đau đớn trong khi cô vừa chạy vừa la hét, hoảng loạn trước ống kính máy ảnh trần truồng vì quần áo đã bị cháy sạch. Hơn 40 năm sau, những vết sẹo bị vỏng năm xưa được giấu kín dưới chiếc áo tay dài, những giọt nước mắt vẫn rơi xuống khuôn mặt không kém phần rạng rỡ vì sự đau đớn mà cô đã phải chịu đựng kể từ sau vụ không kích vào năm 1972. Giờ đây, Kim Phúc đã có cơ hội để chữa lành vết thương, viễn ảnh mà cô tưởng như không thể nào có được trong đời. Bà Phúc nói rằng bà đang sống trên thiên đàng địa giới khi đến thăm một bác sĩ về da chuyên chữa trị bằng tia laser cho bệnh nhân bị phỏng tại Miami, Hoa Kỳ. Hồi tháng qua, bà Kim Phúc nay đã 52 tuổi, bắt đầu được bác sĩ Jill Weber của Viện Laser và Da liễu Miami điều trị để biến những mô sẹo gợn sóng thành những lớp da mềm mại và mịn màng hơn ở vùng cánh tay trái từ lưng lên đến cổ. Bác sĩ Weber nói rằng việc điều trị này cũng sẽ làm giảm sự đau đớn đã hành hạ bà từ trước cho đến nay.